Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì ở cái video này mình sẽ update lại cái dự án HODL nha các bạn. Thì trước vào ngày 15 tháng 6 thì mình có gửi tới các bạn dự án là nhận token HODL. Thì hiện tại thì cái dự án này nó đã cập nhật thêm một số nhiệm vụ. Thì ở cái video này mình sẽ update lại, mình hướng dẫn các bạn làm các nhiệm vụ mới nhé. Thì trước đây bạn nào mà đã tham gia vào dự án này thì bây giờ các bạn có thể là vào làm thêm các nhiệm vụ mới để nhận thêm token. Còn bạn nào mà chưa tham gia vào cái dự án này thì bây giờ cũng có thể là bắt đầu tham gia được nhé. Thì hiện tại thì airdrop nó vẫn đang còn diễn ra. Bạn nào chưa tham gia thì xem lại cái video đầu tiên tham gia nhé. Ok, thì để làm các nhiệm vụ mới thì các bạn quay trở lại với trang web lúc trước mà chúng ta đã làm. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở dưới này lúc trước chúng ta đã làm đó là lần chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Trước trước đây thì chúng ta chỉ làm cả hai nhiệm vụ, đó là join vào kênh Telegram group với lại là follow từ Twitter của nó thôi. Thì hiện tại thì nó đã ra thêm ba cái nhiệm vụ nữa, đó là nhiệm vụ join vào kênh Telegram channel. Thì những nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được thêm là 200 kim cương cho mỗi nhiệm vụ, và nhiệm vụ profile là các bạn sẽ nhận được thêm là 300 kim cương này này nhé. Ok, thì sau khi các bạn đăng nhập vào thì các bạn kéo xuống ở cái phần web này, chúng ta làm cái nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ tiếp theo thì nhiệm vụ mới đó là nhiệm vụ chúng ta join vào kênh channel của dự án HODL này. Ở cái nhiệm vụ này các bạn ấn vào nút dấu cộng nhé. Các bạn ấn vào nút dấu cộng này. Ok. Đợi mình tới nhóm mà dịch ra cái dòng này thử xem nhé. Tham gia kênh tin tức của chúng tôi. Nhận mã thông báo duy nhất của bạn sau chuyện ăn bán bot liên kết này. Ok. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào nút dấu cộng của Telegram channel xong này thì các bạn ấn vào cái đường link thứ nhất này này, đường link channel của nó này nhé. Các bạn nhấn vào. Chúng ta tiến hành join vào kênh channel của họ. Chúng ta tiến hành join này. Ok, sau khi join xong thì các bạn quay trở lại với trang web. Chúng ta tiếp tục các bạn mở con bot ra, các bạn ấn vào đường link thứ hai, cái đường link của con bot của dự án này. Các bạn nhấn vào, chúng ta mở con bot HODL bot ra nhé. Thì trên con bot thì các bạn ấn vào nút start lại nhé. Các bạn ấn vào nút sẹt start này. Các bạn nhấn vào cái chữ start mà trước đây chúng ta đã vào cũng được nhé. Các bạn nhấn vào chữ start lại này. Với nó sẽ hiện ra cái COIN như lúc trước mà chúng ta đấy thôi. Các bạn copy lại cái đoạn COIN này giúp mình nhé. Cái đoạn coin nhỏ dưới này đây này nhé, cái đoạn coin nhỏ này các bạn copy lại. Ok, sau đó các bạn quay trở lại với trang web, các bạn dán cái đoạn coin trên bot vào đây đấy. Các bạn dán cái đoạn coin trên bot nó gửi cho ông ta vào đây. Sau đó các bạn ấn nút confirm. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào nút confirm xong thì nó sẽ hiện dấu tích màu que nhá, là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ cộng kim cương lên đây cho ông ta nhá. Nó sẽ update lại, nó cộng và nó sẽ cộng lên đây và nó quy đổi ra token cho ông ta. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ complete file gì đây, hoàn thành tất cả các trường trong hồ sơ. Ok, thì các bạn ấn vào một dấu cộng nhé. Chúng ta chỉ cần thêm ra vào ok, các bạn ấn vào một phần cluster này, hoặc là ở trên này, hoặc là ở trên này này, hoặc là ở trên này các bạn nhấn vào hình dấu ba gạch ở phía góc trên bên tay phải hoặc là bên tay trái gì của bạn á. Sau đó các bạn chọn vào phần một profile này nhé. Các bạn chọn phần một profile thì trong profile này chúng ta đã điền một những cái thông tin, đó là email và tên và chúng ta và điền số điện thoại này và ngày tháng năm sinh của chúng ta đã điền hết rồi. Còn ở phần gender này thì các bạn chọn vào hình dấu quê này nhé. Các bạn chọn hình dấu quê này, à, cái bút này này, chúng ta chỉnh sửa lại. Thì ở đây là giới tính, bạn nào nam thì chọn may, còn bạn nào nữ thì chọn phe may nhé. Ở đây mình là nam thì mình sẽ chọn là may này đấy. Sau đó các bạn ấn vào nút gửi đi nhé. Các bạn ấn nút gửi đi này đấy. Ok, tiếp theo đó thì ở phần này là phần gì đây, trình độ học vấn. Ok, thì các bạn nhấn vào dấu cộng này này. Thì ở phần này thì trường tiểu học, trung học, phổ thông thì các bạn có thể dịch đây nhé. Thì các bạn chọn trường đại học này, trường đại học là University này nhé. Các bạn chọn vào
Ok, sau đó các bạn ấn dấu mũi tên lên, chúng ta gửi đây, chúng ta lưu lại. Tiếp theo đó thì ở phần này thì tình trạng hôn nhân thì các bạn nhấn vào nút dấu cộng này này. Thì bạn nào độc thân hay là đã cưới rồi thì các bạn dịch ra nhé. Các bạn có thể dịch ra các bạn ấy nhé. Độc thân này. Single là độc thân nha các bạn. Sau đó các bạn ấn vào dấu mũi tên đi lên thôi. Được. Dấu mũi tên đi lên chúng ta lưu lại. Ok. Ở phần family member này là thành viên gia đình. Ok. Ở thành viên gia đình thì bạn nào thì các thành viên trong gia đình của bạn có bao nhiêu người thì các bạn ghi lại bao bấy nhiêu người nhé. Zero là không này. Zero là không, one là một này, two là hai này, three là ba này, four là bốn này, five là năm này nhé. Còn bạn nào trên 6 người thì các bạn chọn six hoặc more này. 6 người hoặc lớn hơn này, còn nhiều hơn này. Nếu mình có 5 người thì mình sẽ chọn five nhé. Sau đó các bạn có cho một tên, chúng ta đi lưu lại. Tiếp theo đó thì ở phần tình trạng việc làm. Ok, thì các bạn nhấn vào nút dấu cộng này. Thì ở phần tình trạng việc làm này, nếu mà bạn nào học sinh thì bạn nào đang học là học sinh thì các bạn chọn là student nhé. Để mình dịch ra nhé. Làm công ăn lương, người nội trợ, quân đội, trạng thái khác, đang nghỉ hưu này, tự kinh doanh này, tìm kiếm thất nghiệp rồi. Ok, thì các bạn có thể là chọn sinh viên nhé. Thì các bạn có thể chọn sinh viên hoặc là chọn cái gì đấy, tùy các bạn thôi. Này chọn đại thôi cũng được. Tự kinh doanh đi. Ok, sau đó các bạn ấn vào nút dấu cộng, các bạn lưu lại. Các bạn ấn dấu mũi tên này. Các bạn lưu lại. Ok. Thì đó là khách sờ là nghề nghiệp. Nghề nghiệp thì các bạn chọn đại đi nhé. Nông dân hoặc là bán này, nghệ thuật giải trí là phát triển hình là xây dựng giáo dục này, tài chính và bảo hiểm này, dịch vụ hợp lý chế biến khai thác mỏ tôn giáo đang nghỉ hưu. Ok thì các bạn cứ chọn đại nhé, các bạn muốn chọn cái nào cũng được. Mình sẽ chọn dịch vụ thông tin và dữ liệu là sản xuất máy tính và điện tử này, tài chính và bảo hiểm đây. Ok, sau đó các bạn nhấn vào tên đó, các bạn lưu lại. Còn phần income đó là nó hỏi là thu nhập của các bạn là bao nhiêu, thì các bạn ấn nút dấu cộng này này. Thì ở đây thì các bạn có thể chọn tùy theo các bạn thôi nhé, 10.000 đô đến 20.000 đô hoặc là 0 đến 10.000 đô thì các bạn có thể là chọn ở phần này. Sau đó các bạn lưu lại nhé. Ok. Sau đó thì các bạn quay trở lại, các bạn chọn vào phần dấu ba gạch, sau đó các bạn chọn vào cái phần launcher pad nhé. Các bạn chọn vào phần launcher pad lại, chúng ta làm nhiệm vụ lại. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào cái phần là Complex on brand này, in your profile này, các bạn nhấn vào dấu cộng này. Sau đó các bạn ấn vào nút confirm giúp mình nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã confirm thành công. Tiếp theo đó là Select Location, có nghĩa là định vị các bạn. Chọn địa điểm của bạn. Ok thì các bạn nhấn vào nút dấu cộng nhé. Thì ở phần zip code này thì các bạn có thể là search, các bạn lên Google các bạn search ra nhé. Zip code gì? Các bạn ở tỉnh nào thì các bạn search ra tỉnh đó nhé. Thì nó sẽ có cái mã zip code của các bạn ở trên là mã bưu điện này nhé, mã bưu điện 12 tỉnh thành này. Các bạn nhấn vào, các bạn tìm mã bưu điện của các bạn thôi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại trang web, các bạn dán vào đây. Đấy. Ở phần country thì các bạn chọn, các bạn tìm cho mình là, các bạn kéo xuống bên dưới á, các bạn chọn cho mình là Việt Nam nhé. Các bạn kéo xuống bên dưới cho mình. Đây Việt Nam này. Ok. Sau đó các bạn ấn vào confirm. Ok, như vậy là xong rồi, chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Thì ở nhiệm vụ này nó vẫn còn nhiệm vụ nữa nha các bạn, nhưng mà nó chưa ra mắt. Thì khi nào nó ra mắt thì các bạn có thể là mình sẽ thông báo trên kênh cho anh em vào làm nhé. Ok thì các bạn cứ làm tiếp nhiệm vụ đi để nhận thêm mã token thông báo này. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn tải lại thôi. Nó sẽ cập nhật token cho các bạn nhé. Lắc rồi. Ok. Các bạn đợi một tí cho nó lót lại là nó cộng token cho chúng ta thôi. Còn bạn nào mà muốn đi tiền red thì các bạn ấn vào phần copy này, nó sẽ tự động copy cho các bạn thôi nhé. Các bạn đi lại tiền red để nhận thêm kim cương này để quy đổi ra token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 50 tập 50 kim cương này. Ok, mình vừa mới làm xong, sau khi update lại nhiệm vụ thì nó đã cộng thêm token cho mình nhé. Thì bạn nào trước đây mà chưa làm thì bây giờ có thể làm nhé. Còn bạn nào chưa làm thì
Còn bạn nào mà đã làm rồi thì vào làm thêm nhiệm vụ mới đi nhé. Ok, thì như vậy là video mình update lại cái dự án Hudi, nhận token Hudi. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.